Dạo gần đây, một cuộc khảo sát nhận được rất nhiều sự quan tâm, làm sao để mua nhà trước tuổi 30. Theo đó, hai câu trả lời kinh điển và phổ biến nhất chính là tiết kiệm hay là khởi nghiệp. Bạn sẽ chọn cái nào? Trước khi đưa ra quyết định, hãy cùng thực hiện một sự so sánh nhẹ sau đây. Đấy, cái quan trọng nhất là bây giờ 4 tỷ rưỡi là 4 tỷ rưỡi tù mù, để không biết là các bạn có ra sản phẩm có cạnh tranh được với sản phẩm khác hay không. Bây giờ em đưa ra cái đề nghị như vậy, sắc có thứ nha, 15 tỷ cho 25%. Nhưng mà nếu trong vòng 3 năm, nếu em làm không được, em bị phá sản, em giữ nguyên 3 căn nhà của em hiện tại cho xác. Em giữ nguyên 3 căn nhà của em hiện tại cho xác. 3 căn đó thì trị giá nó khoảng tầm 1 căn là 4, của nhân khoảng nó khoảng tầm 10 tỷ. Thôi tôi sẽ giúp cái việc định giá cái nhà đó. Vậy tôi là có Senland, có Senhome, có Senvalue, nó định giá luôn. Em rất cảm ơn các sếp đã cho em những cái lời khuyên rất là quý báu để điều chỉnh cái mô hình kinh doanh của mình. Và em rất là muốn được hợp tác với Sắc Phú ạ. Muốn nhưng mà em đã trả lời điều kiện của anh đâu, khoản đầu tư của anh hoàn bằng cách nào? Một là thế chấp bằng chính cái sức lao động của em, hoặc là bằng một cái gì đó. Có như thế em mới có cam kết để cải tiến sản phẩm dịch vụ. Dạ em có cái nhà bán chắc đủ. Nhưng mà em sẽ cố gắng chuyện đó không xảy ra. Nhưng mà hỏi chồng chưa? Có cần gọi điện về chồng để dám thế chấp nhà? Dạ không, không? Dạ không cần. Không cần gì? Không cần. Nhưng nhớ chồng không ký thì sao? Tự vì chồng đồng hành với em trong chuyện này. Nhưng mà vợ chồng phải ký với nhau trước nhá. Đồng hành chẳng đỡ thì vẫn phải đồng ý em ạ. Dạ 10 năm nay ảnh thấy em làm cái này thì em tin ảnh đồng ý ạ. Không đồng ý là anh sẽ không đầu tư. Ok, rồi ok. Cảm ơn ạ. Đầu tiên phải nói đến Startup Build là Nguyễn Châu Long. Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, chỉ biết anh có 3 căn nhà và sẵn sàng bán nhà để trả tiền đầu tư cho Sát Phú. Với manh mối này, chúng ta có thể thấy đây chính là Startup hệ rít kích với điều kiện đủ chính là 3 căn nhà. Tương tự với CEO của Sellhill, giảng viên sinh năm 8X này cũng thể hiện mình sở hữu một căn nhà trong quá trình thương lượng trên sóng Shark Tank. Vậy những ai chọn con đường khởi nghiệp chắc chắn sẽ mua được nhà sớm hơn sao? Đừng vội kết luận, Startup cũng có Startup Deep, Startup Dark, nghĩa là vốn để khởi nghiệp cũng có thể tới từ nhiều nguồn. Đó là chưa kể nếu Sukana bạn khởi nghiệp thất bại, thì vừa không mua được nhà mà còn gánh một món nợ tài chính và tinh thần. Vậy có nghĩa là tiết kiệm mua nhà sẽ là con đường an toàn hơn? Chưa chắc, phần những gì an toàn thường sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng không có nghĩa là không có rủi ro. Bạn sẽ đối diện với rất nhiều cạm bẫy trong hành trình tiết kiệm tiền để mua nhà, sẽ làm vỡ kế hoạch của những người có sức kiên trì kém. Tóm lại, dù chọn tiết kiệm hay khởi nghiệp, đều sẽ phát sinh rất nhiều yếu tố không thể lường trước được. Nhưng không có nghĩa là không thể mua nhà trước 30 tuổi. Mua nhà trước 30 tuổi không quá khó nếu bạn tìm được nguồn tham khảo phong phú lựa chọn bất động sản với nhiều mức giá phù hợp. Hơn 2 triệu ngôi nhà và 500 dự án bất động sản trên toàn quốc. Senhomes.vn sẽ giúp bạn tìm được bất động sản ưng ý nhanh nhất. Trước 30 tuổi muốn mua được nhà lên Senhomes.vn. Mua nhà trước 30 tuổi không quá khó nếu bạn tìm được nguồn cung cấp bất động sản tin cậy và chất lượng. Senhomes.vn đáng tin cậy, đúng nhà đúng giá đúng pháp lý. Trước 30 tuổi muốn mua được nhà, lên Senhomes.vn. Mua nhà trước 30 tuổi không quá khó nếu bạn tìm được nguồn hỗ trợ bất động sản tâm lý và chuyên nghiệp. Senhomes.vn mang tới các gói giải pháp dịch vụ môi giới bất động sản chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả. Trước 30 tuổi muốn mua được nhà, lên Senhomes.vn. Video này cũng có quảng cáo, vì không có quảng cáo thì biết phải sẵn sàng.